Nó lại lên cá chảy tươi đấy. Ô tô nó mình biết ngay. Ừ. Ừ, con này con cá chấm đen đấy, đúng không bông rạch luôn đây mọi người, rớt cá lên đá kẹn ạ, chắc mấy cá không con này không được gì, à đuôi tận dài đấy, rồi bỏ hết, cái này chỉ đốt một phát luôn, chắc bị nó sẽ thối sao, thịt đổ mà. Một cái không thôi. Ủa, phê đấy nhỉ. Con này to đấy. To. Thì nó bảo cân mà đấy. Bao nhiêu? Nó bảo cân thử cho bố. À, cân thử. Nó chưa cân. À, chưa cân. Ai lu. Con này phải 7-8 cân. Ừ. 10 cân. Con 10 cân không nọ nhà Lê Thủy khác à. 10 cân rồi. Ghê. Chảy ra đâu ạ? Kinh à? Chưa được. Bao nhiêu cân? 8 cân. 8 cân ạ? À? 2, 4, 6, 8 cân 6. 8 cân... Bao nhiêu? 8 cân 4 chỉnh đúng rồi. 8 cân à? 8 cân 4 à? 8 cân 6, 8 cân 6, 8 cân dưới. Cân chỉnh đúng rồi. Chỉnh đúng rồi 8 cân dưới. Ừ, 8 cân dưới. 2 bạch, sắp 3 bạch kìa. 8 cân dưới. Xuôi. Làm một chấm đen, 8 cân rưỡi. Ăn chơi. Cá này, làm một chấm đen, 8 cân rưỡi ăn chơi. Bố ăn quá 10 cân, bọn đâu cả làng ngoài lắm, ăn cá 10 cân, mỗi chú lệ. 10 cân là bình thường thôi, 700. Đâu? 700. Mọi người đây, xem cá chấm đen 10 cân. Con này như là cá đực ấy nhỉ? 8 cân thôi, đực. Đực chứ, đực hết cái. Mua cái gì bố cái này này? Hả? Mua cái gì? Tí là mổ đôi ra thế này. À, xong rồi tối cắt... mình ăn cái đầu cái khúc này thôi. À, xong kia sắn ra không? Cứ cắt khúc, cắt khúc. Cái này hấp thì ngon nhỉ, có cái đồ ấy. Mùa kia có cả cái gọi cả thịt lạc á. Con này câu thì phải lùa dần chứ nhỉ? À, nó câu đủ mà kéo. Thế á? Con này câu chắc là câu cước nhỏ mà chắc nó gần gần nó mới lấy vật đấy chứ. Ờ. Con to thì vật cái nhất kiểu gì? Cái loại cước đấy còn cái này bụng chắc là lắm ruột to lắm nhỉ? Không, con này ruột bé thôi. Ruột bé? Mà mấy bữa chứ đấy? Con này ruột được bữa. Phải hơn chứ. Ruột ruột gà. Xem bố mổ cái gì, chưa biết mổ con này cái gì. Nha. To nhỉ? Cái này cắt đầu xong mới mổ chứ bố nhỉ? Ừ, cắt đầu rồi. À thế nhỉ? Đi làm về bắt con cá chấm đen ăn chơi. Bắt con cá chấm. Cá chấm đen. À cái này chấm đen. 8 cân 6. 8 cân 6. Cái mâm hai lạng thì 8 cân 4. Trừ hết rồi. À chết rồi à? 8 cân 6. Các bạn chính xác rồi. Thế 8 cân rưỡi đi cho là 1 lạng đi. Cộng trừ bù. Trừ đi 1 lạng. Bù cái hơi. Con cá này thành 8 cân 6. 8 cân 6. 8 cân 6. Chấm đen. Cá 8 cân 6 chấm đen. Câu được. Câu. Câu được. Chấm đen này ăn ngon lắm anh nhỉ. Ừ. Tức là cá chấm ngon mà. 20. Gì? 40. À. 60. 80 phân. 82 phân. Bằng này phải 85 phân không? Không, khoảng ta ở khoảng 85 phân. 85 cân còn cái này. 85 cân đúng một ngón tay này, 85 cân. 85 cân. À 85 phân. Phân. Chưa cộng cái vay nữa. Không, tính mà tính. À, từ ngày vay này về. Thành 90 phân. Cái vay 90 phân, tổng ra là 90 phân. Khiếp. To thật ạ. Nó giả đâu. Như lợn con. Tí nữa mày đi ra ngoài ruộng lấy lá đu đủ về để làm cái lòng ăn. Ừ, đúng rồi. Còn thịt thì để hôm nào ăn đi. Thì thôi. Hôm nay ăn đầu với khúc đuôi rồi. Quá ngon rồi. Thật. Có ai đâu? Ai đó mình có làm cơm đó. Thế. Được à. Sướng nhỉ. Con dề gửi lên cá này. Sao? Bố đang lên đây lên không? Bố có, bữa nay có. Con đang quay tí. Này là cách đánh vẩy con chấm đen. 8 cân rưỡi. Nó phải có cái bộ đánh vẩy. Bộ đánh vẩy cơ nhỉ. Đây, không có. Cái vẩy này không ăn được bao nhỉ? Từng khô. Cứng lắm. À. Hơi hẳn ôi sợ cá.
Thế chuyên gia ở cho tỉnh lên. Ra ở cho tỉnh lên một cái phải đơn giản không? Giảm cái này không phải đơn giản. Đây là cách đánh bẫy. Đánh cả bụng mới chứ mua nhỉ? Bụng nó chứ? Cả bụng chứ? Cả hai bên mà. Đánh cả hai bên. Mới cắt trước đánh sau được nhỉ? Cắt cái vây của nó. Chơi à? Có cái cào vẩy thế. Cái đinh đóng sao không ạ? Không, nó có cái bàn cào đây. Cái đấy trên con có đấy. Có. Có. Nó có cái bàn. Không, nhà của nhà dùng ấy. Có mà. Nó có bán ở chợ thiếu gì? Chợ nó có cái kiểu bằng cái này. Đấy, cứ thế này này. Móc. Cái đấy bật cũng sắc lắm. Nhanh. Sắc là nhanh hơn. Thế là nó xong ở bên rồi. Nhưng mà to là làm dễ thôi mà. Bây giờ. To là đánh cẩn thận bôi cái này chọc vào. Thế cái vây nó cụt hết. Vây này. À, vây này cụt hết. Chắc là con gì ăn nó. Cái này ở ao to lắm nhỉ, phải hàng mẫu nhỉ ao. Mấy chục mẫu. Yeah. Một cái to này. Nó như một cái đầm máy. À, thế câu cá mới to này chứ. Cụ đựng than. Hai cái rổ một cái mâm. Khớp dao. Đợi sẵn đi. Thế cái đầu nhỏ nhỉ, nó không gãy nhỉ, cái đầm đen này. Đầm đen đâu nhỉ. Con thấy chép 8, 10 cân được có, nhưng mà chấm đen bằng này con chưa. Ôi, có con 20 cân đấy. Dạ. Chấm đen là con 20 cân, to lắm. Cá lưu ấy. Cái này 80.000 một cân hay 70.000 cân này? Chắc tầm 2, 8. Một cân á? Cân này đắt hơn cá mình đó. À. Con này hơn triệu đấy nhỉ? Hơn triệu. Ít ỏi đâu. Rẻ đâu. Nhớ dao cạo cạo nhưng mà kiểu mình không cứng bắn mâm phải lòng to lắm, bộ lòng chắc phải lấy cái tiếp cái này ra như kiểu ra chăn này. Đây này gật đấy này. Bảo bạn tôi lên người tôi mần rồi tôi mần rồi lên làng cảng tôi người TT giống tê đấy nhỉ. Cạo xong rồi ra như kiểu ra tê vuông góc mặt vóng. Cái này chỉ lấy ra không xào ngon luôn nhỉ. Nếu mà là nó ra đây ra thì ngon à, bọc nó ra đây luôn. Có mà lấy cái bát để đựng lòng nhé, xong lấy đúng không tê. Lòng mà mổ nó muốn không. Cái vây này nó mới là béo này. Cái đầu vây ấy. Đây cái đầu vây, tí mình chặt cái đầu vây này. Nhưng mà vua trong đặt xong là chạm mà thảm mới khó hạt nó, khó ăn nó. Đặt từ bắt cắt thì ngay hơn nó. Đầu vây ngọt lắm ấy. Ui. Đoạn bắt đầu cắt vây và rửa để chuẩn bị mổ. Thế bố muốn cái chấm đợt nó chấm nó cái 10 cân một cái này không nó. Mày lê 10 cân mà. Cái này nó. Hay là bằng này cho mình nữa. Hơn. Đi hơn rồi. Cá lo đi hơn hay là bự hơn nhỏ. Con này câu. À tôi mồi lăng nó mồi câu bình thường rồi. Một câu nó ốc. À. Cái bột thính thơm ấy. Nó bán sẵn cái này có hiệu. Hiệu bán mồi. Ốc bột sắn bột ngô nhiều mồi thế mà con dao lại ổn không sợ nó sọp trơn con này sợ nó hư nó mè con nào con này đang con to này con này chịu được mà. Con này phải tiếng ấy. Phải 30 phút. Nhưng mà nó chỉ thấy cái thịt nó chỉ cũng nhanh nhỉ. Có mỗi cái làm lòng nó chậm thôi. Làm lòng làm như lòng gà nhé. Lòng gà.
Thịt thì cắt khúc cho vào tủ lạnh thôi. Thế thôi. Hình như hết túi rồi không? Để khô mới cho vào mọi ạ. Cho vào rổ để khô mới cho vào. Con này mà còn sơ tươi làm gói mọi ạ. Nộm ấy, con mình nhờ bố nhỉ. Con này làm nộm. Bây giờ làm bây giờ không kịp đâu. Không biết không kịp đâu. Bây giờ nó còn lắm. Như này rồi xong còn làm lại còn đủ gia vị nó lâu lắm. Sao phải đông người cơ, cái đấy phải đông người. Làm nhiều người. Nửa buổi chiều. Ít nhất phải 4 thằng làm. Lần sau anh Hiệu lên nữa thì bảo anh Hiệu là đây, con nữa. Hộ làm. Không cần to này đâu. Tầm 4-5 cân thôi. 2-3 cân được. Ừ, đấy, xong làm bữa gỏi cả buổi chiều đấy, 2-3 người đấy. Cái đúng là cả buổi chiều sờ cá đấy. Ăn nó mới ra thì bật thớt. Này là đi lấy cái đầu cánh đi xong. Hôm nay mình phải ăn vào cái khúc sau này một tí. Còn hơi nhiều đó bố ạ. Hả? Hơi nhiều ạ? Đầu đuối một tí. Đâu nhưng mà lại sợ không đủ ăn. Hảo luôn. Làm cả không cần ăn.